Huấn luyện viên Chusie lấy Brazil và Nhật Bản để chỉ điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chusie khẳng định đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực hơn để cụ thể hóa những ý tưởng chiến thuật thành hiệu quả cụ thể trên sân. Huấn luyện viên Chusie cũng phân tích sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam với những đội bóng hàng đầu. Huấn luyện viên người Pháp chia sẻ tôi cho họ những chỉ dẫn đấu pháp hợp lý để họ có cách kiểm soát bóng nhờ vậy kiểm soát trận đấu tốt hơn buộc đối thủ phải xê dịch đội hình từ đó lộ khoảng trống để khai thác đó là sự khác biệt giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển đến từ các nền bóng đá hùng mạnh khác ví dụ với cùng một kiểu tình huống đội tuyển brazil có thể chỉ cần phối hợp hai lần là ghi được bàn nhật bản mất 3 lần để ghi bàn còn với đội tuyển việt nam là mất 10 lần mới ghi bàn